Người phụ nữ trước mắt vì có thể sống sót liền cố gắng tăng tốc chạy. Nhưng đến khi chuẩn bị nhảy, cô lại hững lại. Suýt chút nữa thì thịt nát xương tan. Thấy tên đéo mặt nạ cầm súng đang đến gần, dưới sự khích lệ của chồng mình Jack, cô ta cuối cùng cũng lấy lại dũng khí. Sau đó nhảy một cách ngoạn mục qua tòa nhà đối diện. Nhưng người chồng Jack còn có ý định điên cuồng hơn. Anh bế đứa bé bên cạnh lên, không hề do dự mà vứt mạnh xuống. Cô con gái may mắn được mẹ an toàn đón được. Người tiếp theo là cô con gái lớn. Cô con gái lớn vì quá sợ hãi nên kích động bắt đầu phản kháng. Jack chỉ có thể cưỡng chế ôm lấy con. Nhưng vào thời khắc anh vứt cô bé thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. May mà có người tốt bụng đằng sau kịp thời cứu giúp mới khiến họ vượt qua kiếp nạn này. Lúc này, đám phản động đã xông tới. Bọn chúng bắt đầu xả súng không ghê tay. Jack chỉ có thể cởi thắt lưng ra rồi trói hai tay của con gái lại. Sau đó dùng hết sức ném cô bé về phía vợ. Tiếng hét của cô bé vang lên. Người vợ lại an toàn đón được lần nữa. Thấy các con đã an toàn, Jack nhanh chóng đi lùi lại lấy đà để tăng tốc nhảy qua. Thì ra Jack là kỹ sư của một công ty Mỹ. Anh vừa đưa cả gia đình đến nơi này thì người phụ trách công ty nhận một công trình cấp nước địa phương. Và chẳng thể ngờ rằng cả nhà anh vì vậy mà bị quấn vào một cuộc bạo loạn. Mấy tiếng trước, Jack đang đi trên đường thì tận mắt chứng kiến bạo loạn. Điều khiến anh kinh ngạc là cảnh sát không những chẳng làm nên cơm nên cháo gì mà còn bị đánh bại đến mức thảm thương. Jack may mắn thoát được khỏi cuộc truy sát. Anh ta hoang mang vội vàng chạy về khách sạn. Nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến anh toát mồ hôi lạnh. Trước cửa khách sạn có một người đàn ông bị quân bạo động bắt được. Miệng hét lớn mình là người Mỹ thì liền lập tức bị ăn ngay một phát đạn đầu thai. Jack mặt biến sắc vội rời đi, nhưng không may bị một kẻ bạo động nhìn thấy. Trong lúc cấp bách, Jack chỉ có thể trèo lên thang thoát hiểm bên ngoài khách sạn, rồi dùng sức đáp cái thang xuống, cắt đuôi đám bạo động. Sau đó, anh đập vỡ kính để vào trong khách sạn. Cùng lúc đó, đám bạo động đã xông vào đến nơi. Bọn chúng gặp ai giết nấy, vô cùng hung hãn. Jack vội chạy về phòng của mình, rồi bảo vợ thu dọn hành lý để lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, cô con gái lớn của họ lại không thấy đâu. Hai người nghe cô con gái nhỏ nói mới biết cô con gái lớn lén lút đến bể bơi. Jack bảo vợ khóa chặt cửa lại, còn anh ta thì một mình đi tìm con gái lớn. Jack chân trước vừa rời đi thì người vợ đã phát hiện ra bên ngoài có điều bất thường. Cô cẩn thận nhìn qua mắt mèo và thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Vị khách phòng đối diện đã bị giết một cách tàn nhẫn, mà mục tiêu tiếp theo của chúng chính là phòng của cô. Người vợ dùng hết sức đẩy cái tủ để chặn cánh cửa lại. Đám bạo động không ngừng đập cửa. Điều này khiến tâm trạng cô ta như muốn sụp đổ. Cô ta bảo con gái nhỏ trốn vào nhà vệ sinh và không được phát ra tiếng động. Trong lòng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. May mắn là đám bạo động cuối cùng cũng từ bỏ việc phá cửa. Hai mẹ con may mắn thoát được một kiếp. Jack bên này dùng tốc độ nhanh nhất đến bể bơi. Cô con gái lớn chưa biết gì vẫn đang vui vẻ chơi đùa. Không đợi Jack ôm được con gái lên thì một tên bạo động đằng xa đã thấy anh. Jack thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến chỗ cửa rồi dùng phao cứu sinh chặn cửa lại. Phải chạy thật nhanh trước khi bọn chúng đập vỡ kính. Jack vội đón được con gái chạy trốn bằng cửa sau. Nhưng rất nhanh sau đó bọn bạo động đã đuổi tới. Thấy mình sắp phải chết thảm thì một người tên Hammond kịp thời xuất hiện hạ gục được tên bạo động và cứu được hai bố con Jack. Sau đó, Hammond bảo Jack mau chạy lên sân thượng. Jack sau khi về phòng đoàn tụ được với vợ và con gái nhỏ thì liền đưa cả nhà chạy xuyên qua hành lang để bỏ chạy. Cả gia đình chạy về hướng phía sân thượng. Cả nhà họ cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào. Sau khi nghỉ ngơi một chút, đằng xa đột nhiên có tiếng máy bay trực thăng. Tất cả mọi người đều bắt đầu vẫy gọi. Ngỡ là người cứu viện của chính phủ thế nhưng một giây sau, trên máy bay xuất hiện một tên cầm súng. Đây là tên cầm đầu đám bạo động. Hắn giơ súng về phía đám người và điên cuồng xả súng. Sân thượng biến thành cảnh tượng loạn lạc. Rất nhiều người trong lúc hỗn loạn đã trúng đạn. May mà trên sân thượng có nhiều vật cản trở. Đuôi trực thăng bị dây điện cuốn vào khiến nó mất thăng bằng rồi nặng nề rơi xuống. Cùng lúc đó, đám bạo động ở dưới đã lên đến nơi. Nếu muốn sống thì chỉ có thể làm liều. Vì vậy mà mới có cảnh tượng điên cuồng như đầu phim. Gia đình Jack khó khăn lắm mới nhảy sang được tòa nhà bên cạnh. Nhưng không ngờ rằng quân bạo động lại dùng xe tăng định bắn sập tòa nhà này. Khung cảnh hỗn loạn, thương vong nặng nề. Jack để vợ và các con trốn vào một đống đổ nát, rồi kéo một thi thể chặn ở đằng trước. Cả nhà cố gắng hít thở thật nhẹ, co mình vào trong góc. Cuối cùng may mắn thoát được khỏi sự lục soát của bọn bạo động. Sắc trời dần tối lại thì họ mới dám ra ngoài xem xét tình hình. Jack nhìn xuống dưới thấy bốn đứa trẻ đang quỳ thành một hàng. Sau đó thì một chiếc xe tải lao đến rồi tông chết cả bốn người. Thủ đoạn độc ác như vậy khiến Jack hết sức sợ hãi. Nếu không mau chóng đưa vợ con thoát khỏi đây thì họ cũng khó mà sống sót được. Dựa vào thông tin trên bản đồ, gia đình họ quyết định đến đại sứ quán Mỹ. Nhưng khi họ đang định rời đi, một đứa trẻ trông giống đám bạo động phát hiện ra họ và bắt đầu hét lớn. Jack vội vang xông đến bịt miệng đứa trẻ lại và ra hiệu cho đứa trẻ đừng phát ra tiếng động. Sau đó từ từ thả tay ra, nhưng đứa trẻ đó lại hét lớn lần nữa. Tình thế cấp bách, Jack vơ lấy cái đèn bên cạnh. Vì bảo vệ gia đình mình, anh ta chỉ có thể xuống tay giết chết đứa bé. Sau đó, Jack ngụy trang thành đám bạo động lấy chiếc chìa khóa nhặt được đi thử từng xe. Cuối cùng cũng tìm đúng được chiếc xe máy. Anh ta liền vội vàng đưa cả gia đình chạy về hướng đại sứ quán. Sau khi nguy hiểm vượt qua đám đông đang diễu hành, cuối cùng họ cũng đến được đại sứ quán. Nhưng kỳ lạ là trong đại sứ quán không hề có bất kỳ âm thanh nào. Bầu không khí hết sức quỷ dị. Jack trèo qua các chướng ngại vật, cẩn thận vào bên trong dò xét thì phát hiện mọi người ở đây đã bỏ trốn từ lâu. Jack vốn định đi sâu vào trong xem xét nhưng lại bất ngờ chạm mặt đám bạo động. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại sứ quán bị nuốt chửng trong biển lửa. Jack vội quay lại và đưa vợ con điên cuồng chạy, nhưng bóng hình quen thuộc theo sát đằng sau. Jack đạp cửa của một căn nhà. Sau khi cầu xin khẩn thiết thì cuối cùng một ông cụ lương thiện đã thu nhận họ. Ông ta đưa họ trốn vào sau đám cây cỏ trong vườn. Mấy phút sau, đám bạo động hung hãn xông vào.
chúng bắt đầu lục soát khắp vườn. Một tên dựa súng bên thân cây và dùng hình thẩm vấn ông cụ. Jack nhẹ nhàng tìm cách lấy khẩu súng kia để xoay chuyển cục diện, nhưng không ngờ bọn chúng hết sức cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền lập tức đi tìm. Thấy Jack sắp bại lộ, người vợ dặn các con không được phát ra tiếng động. Sau đó anh dũng xông ra thu hút sự chú ý. Rất nhanh sau đó đã bị bọn chúng khống chế. Thấy vợ bị chúng đánh đập, Jack trong lúc phẫn nộ nhặt cục gạch bên cạnh lên và hạ gục được một tên. Sau đó cướp súng nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh, nhưng không ngờ rằng trong súng không có đạn, vì vậy rất nhanh cũng bị bọn chúng đánh ngã xuống đất. Tên thủ lĩnh không vội giết họ mà định làm nhục vợ Jack trước mặt anh ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tên bịt mặt đưa Hammond xuất hiện. Mấy tên đó không ngờ rằng người bịt mặt với Hammond đột nhiên động thủ. Bọn chúng không chút phòng bị nào nhanh chóng bị giải quyết, nhưng tiếc là lại để tên thủ lĩnh man dợ chạy thoát. Hammond đưa gia đình Jack đến nơi an toàn và đưa cho họ thức ăn. Thì ra Hammond là đặc công cục tình báo. Tên bịt mặt vừa rồi là đồng đội người bản địa nhiều năm của Hammond. Sau khi trao đổi, Jack cuối cùng cũng rõ nguyên nhân của cuộc bạo loạn. Công ty của Jack lấy cớ làm công trình thủy điện, nhưng mục đích thực sự là khống chế nguồn nhiên liệu tự nhiên của nơi đây, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn nữa từ người dân. Tổ chức khủng bố ở đây lợi dụng mâu thuẫn của hai bên, nhân cơ hội kích động lòng dân, khiến bạo động bùng nổ, cuối cùng đạt được mục đích lật đổ chính quyền. Dưới sự bảo vệ của Hammond, gia đình Jack nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, Jack bị tỉnh dậy bởi tiếng bước chân. Hammond và đồng bạn đang cẩn thận nép vào tường. Xem ra, vị trí của họ đã bị lộ. Rất nhanh sau đó, những viên đạn không ngừng bay đến. Hammond cũng nổ súng yểm hộ. Những người khác bắt đầu rút chạy bằng cầu thang. Không may là anh bạn kia bị trúng đạn và chết tại chỗ. Hammond sau đó cũng bị trúng đạn. Anh ta nhịn sự đau đớn lại mà hạ gục thêm một tay súng nữa. Nhưng chỗ trúng đạn quá nghiêm trọng. Sau đó, thể lực cạn kiệt, Hammond ngã xuống đất. Anh ta nói với Jack rằng cứ men theo con sông, chỉ cần chạy đến Việt Nam là có thể tìm đến sự trợ giúp của chính phủ. Một chiếc xe của bọn phản động lao tới. Hammond dùng hết sức lực cuối cùng nổ súng bắn chết tên lái xe cùng kẻ phản động đồng quy vu tận. Jack đưa vợ con đến bên sông. Đầu tiên là để vợ con nấp đi trước, sau đó một mình đi tìm thuyền. Khó khăn lắm mới trao đổi được với nhà thuyền. Jack cởi chiếc giày của mình ra, đổi lấy được một cái thuyền. Nhưng đúng lúc này, lũ phản động âm hồn bất tán lại xuất hiện. Nhà thuyền vội giấu Jack xuống dưới thuyền, nhưng rất nhanh đã bị chúng phát giác. Jack tuy đã dùng hết sức lực phản kháng nhưng đối phương lại quá đông. Thấy bố gặp nguy hiểm, cô con gái lớn hoảng loạn xông ra. Cô bé vốn định giúp bố nhưng lại bị bọn chúng bắt được. Tên thủ lĩnh biến thái ép cô con gái cầm súng, bắt Jack phải chết dưới tay con mình. Khi bọn chúng vui vẻ tận hưởng trò chơi biến thái của mình, thì người vợ cầm một cây gậy lao đến. Jack cũng tránh được đạn, thuận tay hạ gục một tên. Hai vợ chồng phối hợp côn láp với nhau, đồng vợ đồng chồng múc hết sạch bọn phản động. Người vợ cuối cùng cũng xả được cục tức trong lòng. Hai người đưa con xuống thuyền và bắt đầu chèo thuyền về hạ nguồn. Khi sắp đến biên giới thì kẻ thù trên bờ đã đuổi tới nơi. Chúng uy hiếp họ lập tức cho thuyền vào bờ. Hai vợ chồng bất chấp nguy hiểm và không ngừng chèo thuyền. Và vào thời khắc cuối cùng cũng vào trong biên giới Việt Nam. Jack đứng ở đầu thuyền xin sự trợ giúp, mà bộ đội biên phòng của Việt Nam không hề nổ súng. Đám phản động thấy vậy cũng bó tay. Gia đình Jack sau khi trải qua cánh cửa sinh tử, cuối cùng cũng có thể tìm được đường sống. Bộ phim mang tên No Escape 2015. Tình tiết phim vô cùng giật gân cùng với những màn chạy trốn ly kỳ. Đặc biệt là cảnh nhảy giữa hai tòa nhà khiến khán giả hồi hộp đến nín thở. Vì bảo vệ người thân, người bố, người mẹ trong nghịch cảnh bộc phát ra sức mạnh phi thường, ai xem cũng đều vô cùng cảm động. Được rồi, bộ phim hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở những bộ phim giật gân khác nữa nhé. Bye bye cả nhà yêu.